Nếu mà nói thì khi mà chúng ta đưa ra một dẫn chứng để chúng ta so sánh thì các anh cho rằng là chúng ta sợ, đúng không ạ? Nếu như bản thân những người cộng sản người ta sợ đó thì đã không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 và không có thế hệ như Lương Xuân Việt hiện nay khi mà sinh sống ở trong đất nước cái lúc đó mới có 5-6 tuổi đó mà bây giờ phải dạy cho mấy ông già chống gậy ngày xưa cầm súng bắn lại đồng bào mình thế nào là tổ quốc, thế nào là danh dự, thế nào là trách nhiệm. Dung, anh xin lỗi Dung xíu. Thì Jason Nguyễn mới nói cái gì bỏ tiền qua Singapore hoặc Nhật coi, chưa cần qua Đức của tôi. Đức của tôi nha, người dân sống khỏe, không lo bị đàn áp như trong nước. Mong mấy chú hiểu nha. Vậy xin mời mọi người ngó lên màn hình. Cái này là cái gì hả? Trời ơi, sao quýnh Jason Nguyễn của cui? Sao cảnh sát Đức quýnh Jason Nguyễn của cui vậy? Trời ơi, nó có làm gì đâu. Trời ơi, thôi. Trời ơi. Thôi mấy anh cảnh sát Đức này, Jason Nguyễn của tôi. Sao quýnh Jason Nguyễn của tôi? Ôi trời, có liền, muốn là có liền, đúng không? Jason Nguyễn của tôi đó, không lo bị đánh, yên tâm. Cái gì qua nước Đức của cui, qua nước Đức của Jason Nguyễn là người dân không lo bị đàn áp, không lo bị đánh đâu, yên tâm đó. Chết mẹ. Ủa cái này là cái gì chú? Cái này là cái tấm gì á? Cái tấm gì á? Một cái góc, cái tấm nhìn đó là làm gì? Đây coi lại nha. Đó. Trời ơi, xịt gì nữa? Trời ơi, Quýnh chưa đã ăn xịt nữa không? Chắc chê miếng đó nó hôi đúng không? Trước khi massage đấm bóp cho nó phải xịt dầu thơm cho nó một miếng gì đúng không? Đúng không? Đức của tôi. Đức của tôi đâu rồi? Ôi ơi, Đức của tôi. Trời ơi, chiếc video bên Mỹ giờ nó có xuyên tạc cái vụ khống qua Mỹ luôn kìa chú. Ủa chứ Jason Nguyễn ở Đức có nhìn cái biển số xe hoặc là cái chữ của Đức có phát hiện ra không vậy? Quá nó điện thoại mấy quẹ con này. Yên tâm đi, lát cái clip này Thơ Quang sẽ xe lên tường nha. Rồi xe lên tường để mời anh Trương Toàn Yếu vào xem, để anh Trương Toàn Yếu xác nhận coi là cái này là cái tiếng Đức hay là tiếng Mỹ nha. Bây giờ chối bỏ nguồn gốc luôn. Loại về quê con này cứ. Ok, chung chia sẻ tới đi. Từ hôm nay thực ra chủ đề cũng vui thôi chứ còn thành phần này không nên tiếp làm gì chán thiệt cái gì. Ok anh, thì ở đây thì cũng nói rất là nhiều rồi, nhưng mà có lẽ là vì một cái lý do nào đó hoặc là nó thuộc về góc độ tư tưởng thì dĩ nhiên anh em chúng ta là cũng không có cái ý định là sẽ thuyết phục Jason Nguyễn một cái điều gì cả, không bao giờ có ý định đó, mà ý là anh em chúng ta chia sẻ để thấy được thêm thôi. Có nghĩa là đi một ngày học được một sàng khôn mà, chứ không sao cả. Đấy. Anh Jason Nguyễn anh chia sẻ một vài cái ý kiến ở trên này thì em sẽ trả lời ngắn gọn trước, xin phép anh chủ diễn đàn. Sau đó là em tiếp tục cái ý kiến của em. Thì thực ra Việt Nam có sướng hay không đó cũng không hẳn là do anh hay là do tôi quyết định hay là nói lên được, đúng không ạ? Mà cái này là phải do đại bộ phận người dân ở trong nước, người ta có quan điểm người ta. Chứ bản thân các anh cũng không thể nói là sướng hay không sướng được. Anh nói ở Đức sướng, ok, bởi vì anh là người Đức, anh là công dân Đức, anh sống ở Đức, anh bảo Đức sướng. Thì chúng tôi cũng có quyền là người Việt Nam, chúng tôi ở trong nước thì tôi bảo là ở Việt Nam sướng, đúng không ạ? Thế thì anh lấy cái cơ sở nào để anh phản bác tôi điều đó? Còn sướng hay không thì anh nhìn lại đó, ngay cả ở Mỹ, tại sao các ca sĩ người ta về Việt Nam làm cái gì vậy? Người ta về Việt Nam để làm cái gì? Đừng có nói để cống hiến nha. Cống hiến thì không có giá vé 600.000 đồng, đúng không ạ? Rất rõ ràng cái điều này thôi, không có gì là khó cả. Còn Việt Nam phát triển hay không phát triển thì chúng ta là phải nhìn nhận về góc độ lịch sử. Nếu như mà anh em chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ biết thôi. Đó là trước năm 1975 và sau đó là 20 năm đến năm 1995, 20 năm cấm vận nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy cái đất nước Việt Nam chúng ta như thế nào, hậu quả chiến tranh để lại ra làm sao, bao nhiêu tấn bom đạn rồi chất độc màu da cam của Mỹ rải xuống miền Bắc Việt Nam như thế nào. Đấy, đúng không ạ? Đã dội xuống cái đất nước này bao nhiêu bom đạn. Cái cơ sở hạ tầng để lại cho người dân ở trong nước ấy, nó còn lại cái gì? Và tại sao ngày hôm nay đã được như ngày hôm nay? Nó là do đâu mà có, đúng không ạ? Có phải là do Mỹ mang đến không? Đúng không ạ? Có phải là đi Sinai được không? Nhiều khi các bạn nói nhưng các bạn không suy nghĩ là gì? Đó là các nước châu Âu đó, đặc biệt là các nước ngày xưa mà các nước như kiểu là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, các nước đó. Thì người ta là có một cái nền tảng rất là vững chắc từ ngày xưa rồi. Người ta phát triển bằng cách là gì? Đi thôn tính thuộc địa. Thôn tính thuộc địa. Thế người ta vơ vét được tài nguyên thiên nhiên các quốc gia đó, người ta mang về, người ta xây dựng đất nước người ta. Thì người ta có cái nền móng phát triển từ đó. Và người ta có bị chiến tranh hay không? Đúng không ạ? Người ta có bị tàn phá như Việt Nam hay không? Đấy, thì các anh phải tìm hiểu về góc độ đó nữa. Chứ các anh đừng có so sánh theo kiểu cập khiễng như vậy. Thì chúng ta lại đánh giá về góc độ tư duy thôi, chứ không có gì là khó cả. Còn anh có quyền bảo vệ quan điểm của anh thì chúng tôi cũng có quyền bảo vệ quan điểm của chúng tôi. Các anh bảo vệ đất nước của các anh thì chúng tôi cũng có quyền bảo vệ đất nước của chúng tôi. Rõ ràng là như vậy. Chứ không có gì mà chúng ta phải trao đổi theo cách là các anh cứ muốn chúng tôi phải nghe thế này thế kia. Còn thực tế nào mà nói đó, không có khó đâu. Có một cái cô giáo đang ở Đức là người Việt đó, có một kênh YouTube cố chia sẻ về cuộc sống Đức đó. Nếu anh có thời gian thì anh có thể lên anh nghe, đúng không ạ? Về các cái góc độ khở mà mọi vấn đề trong xã hội, cô chia sẻ cũng rất là hay, rất là thực tế bằng các cái video cố chứng minh đó, đúng không ạ? Hay là mới đây nhất là chúng ta nhớ không nhầm hình như là nước Bỉ, đúng không ạ? Nước Bỉ hay nước nào nhỉ? Nước Bỉ, người ta có anh Thơ Quang biết có theo dõi không? Có nghĩa là người ta bỏ tiền ra, người ta mua vé cho những người vô gia cư đó sang các nước châu Âu khác và cam kết là 10 năm không quay lại đó, đúng không ạ? Đó cũng là một cái giải pháp hay đó. Một giải pháp hay, đúng không ạ? Đó là gì? Người ta khắc phục được cái tồn tại trong xã hội người ta. Người ta đẩy những người đó sang quốc gia khác, trở thành gánh nặng quốc gia khác. Đó là biện pháp hay đối với đất nước người ta. Thế nhưng ngược lại đối với quốc gia khác nó có phải hay không đó, thì lại phải do người dân các quốc gia đó người ta cảm nhận và người ta phát biểu. Chứ không phải là do chúng ta hay là do những người ở Đức phát biểu, đúng không ạ? Thế nên là ở đây khi mà trao đổi thì các anh luôn cho rằng là chúng tôi như thế này, như chúng tôi như thế kia, nhưng ngược lại các anh lại không nhìn lại chính bản thân các anh. Nhưng mà các anh luôn rêu rao rồi các anh cho rằng thế này thế nọ, và thậm chí có những cái mà để đưa ra dẫn chứng chứng minh thì anh lại chối bay chối biến. Đó không phải là một hành động nhân văn của những người có tri thức ở một đất nước văn minh, được chưa? Thế là ngay từ đầu có nói không nên là uổng phí đi kiếp làm người. Chúng ta nên học hỏi cái gì chúng ta còn tồn tại thì chúng ta sẽ khắc phục, thì nó sẽ hay hơn. Chứ không nên là chúng ta chỉ chăm chúng ta bảo vệ những cái mình đang có, mà chúng ta chỉ bảo vệ những cái tốt đẹp thôi, còn những cái xấu thì chúng ta lại không thừa nhận. Còn cái vấn đề như xung đột giữa Nga và Ukraine đó, thì các lãnh đạo của Đức người ta phát biểu về vấn đề xăng cộ như thế nào đó, chúng ta theo dõi chúng ta sẽ biết thôi, chứ không có gì là khó cả. Cái điều này rất là đơn giản. Và người dân Đức như thế nào, người dân Ba Lan như thế nào, rồi các cái quốc gia khác như thế nào thì chúng ta theo dõi chúng ta đều biết cả, chứ không có gì là không biết cả. Mỗi cái là chúng ta có nói hay không nói thôi. Và cái điều này đó thì đại bộ phận người ta theo dõi người ta biết cả thôi, chỉ có mỗi là các anh không biết các anh có tìm hiểu hay không nữa. Đấy, nó rất là khó. Đó là cái góc độ mà trao đổi riêng, đúng không ạ? Trao đổi riêng. Còn về cái ý cuối cùng mà em muốn chia sẻ ở đây đó là gì? Đó là khi mà chúng ta tổng hợp lại tất cả các vấn đề trong buổi tối ngày hôm nay mà em tham gia, cùng có cái quan điểm nhìn nhận cá nhân của mình, thì cái vấn đề thứ nhất là cái vấn đề Nguyễn Lân Thắng bị bắt ạ, thì em khẳng định là một lần nữa là đối với cá nhân em không lấy gì làm lạ cả. Và cái việc các quốc gia khác, đặc biệt là châu Âu như kiểu ở Đức hay là ở Mỹ, hay là châu Mỹ có Mỹ, đúng không ạ? Và châu Âu của Đức, Bỉ của các anh đấy, luật pháp rất là nghiêm minh. Thì ngược lại thì ở Việt Nam cũng vậy thôi. Anh vi phạm pháp luật của Đức thì anh bị xử lý theo luật Đức, mà anh vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Kể cả anh là công dân nước ngoài khi đến Việt Nam mà anh vi phạm thì anh cũng phải chịu xử lý, không có gì là khác cả. Thì cái điều này nó không có lấy gì làm lạ. Còn khi anh đưa ra những thông tin nó trái chiều, anh phải đảm bảo được cái khách quan và đưa ra được cái dẫn chứng để các anh chứng minh cái điều các anh nói nó là sự thật. Còn khi các anh nói mà không đúng sự thật, nó lại thể hiện cái bản chất mà chúng ta hay nói là sự xuyên tạc, đúng không? Cứ lên cầm que bẻ xong rồi bảo cái que này nó bị hết chết rồi, đúng không? lên cứ cầm các cái que bẻ bẻ xong rồi bảo cái cây này nó bị gãy trước rồi thì chúng ta nghe rất là vô lý. Giống như Lô Kỳ cầm bẻ đầu que hả Trung? Đó, rất rõ ràng. Và cái vấn đề thứ ba đó, về cái chỗ mà Lương Xuân Việt đó, thì chúng ta lại nhắc lại một chút, đó là bản thân trước đây thì em cũng không đánh giá quá cao, thế nhưng mà ngược lại thì bây giờ em lại cảm thấy có gì đấy rất là bình thường, thậm chí em coi thường, bởi vì ít nhất là mỗi khoảng 10 tuổi, đúng không ạ, 10 tuổi đã sang Mỹ học hành rồi cũng phát triển ở trong quân đội Mỹ, thế nhưng ngày hôm nay lại trở về là giống như kiểu là giảng giải lại cho những cái người già gọi là cầm súng bắn vào đồng bào mình là ra về cái góc độ mà tổ quốc danh dự trách nhiệm vậy, đúng không ạ? Chúng ta thấy cũng rất là buồn cười. Thế nhưng mà từ đó chúng ta lại thấy được cái bản chất, đúng không ạ? Cái bản chất người ta dù đi thế nào chăng nữa thì người ta vẫn không hề thay đổi. Có nghĩa người ta vẫn chịu sự chi phối ảnh hưởng của cái hệ tư tưởng đó. Thế nên chúng ta cũng không thể lấy gì làm lạ. Và cái vấn đề cuối cùng đó thì em muốn chia sẻ ở đây, đó là khi mà các anh ca ngợi các quốc gia của các anh thì em cũng đồng tình thôi. Cũng giống như anh em chúng ta có những cái vấn đề trong nước tốt thì chúng ta ủng hộ, còn gì không tốt thì chúng ta vẫn phê phán lên án, và đặc biệt là gì ạ, thông qua các cái thông tin báo chí của nhà nước, các kênh truyền hình, đúng không ạ, chúng ta phê phán cái điều này hết sức là dễ hiểu chứ không có gì là khó khăn cả. Thế nhưng mà các anh lại đưa ra một cái luận điểm theo cái quan điểm là gì ạ, một chiều, muốn hướng một cái vấn đề anh em mình theo một cái chiều hướng khác. Cụ thể là khi mà anh em chúng ta tham gia các cái diễn đàn đó thì người ta thường là muốn lái chúng ta theo một hướng khác, và khi mà như vậy đó mà chúng ta cũng để ý là gì, cái mục đích của diễn đàn người ta mở ra là rất rõ ràng rồi, nó rất rõ ràng rồi, thì khi chúng ta tham gia thì em chỉ có một cái cảm nhận cá nhân em thôi, khi em tham gia thì em cũng sẽ có những cái cảnh giác, có những cái mà để em nhìn nhận nó khác hơn về các cái diễn đàn đó. Dĩ nhiên em ít tham gia các diễn đàn đó, bởi vì sao? Bởi vì khi người ta đưa ra những thông tin nó không đúng mà mình nghe thì vô hình chung là mình lại thể hiện con người mình là thiếu trí thức, đúng không ạ, góc độ tư duy để chúng ta tham gia các diễn đàn đó. Thế nên là em ít khi em tham gia, thế nhưng mà khi bản thân em tham gia thì em sẽ có những cái bước đề phòng. Đấy, bước đề phòng. Và ở đâu đó thì cũng rất mong các anh đang ở các nước văn minh, các anh hãy cùng chung tay, đúng không ạ, với cái dân chủ nhân quyền thời nay, hãy hướng về nước Mỹ, đúng không ạ? Hãy hướng về nước Mỹ, hãy chia sẻ nỗi đau đối với những người mà tử nạn trong ngày quốc khánh của Mỹ, để chúng ta thấy được cái nỗi đau của những gia đình mà không may bị xả súng như vậy đó, thì nó có đáng hay không? Và các anh cũng nên đặt ra một câu hỏi là ai sẽ bảo vệ người dân Mỹ? Ít nhất là các anh bảo Việt Nam nghèo khó hay không thì tôi không biết. Thế nhưng bản thân cá nhân tôi, và đặc biệt là hiện nay đang có các cái Việt kiều, đúng không ạ? Các cái Việt kiều đang ở các nước về Việt Nam đấy, thì thử hỏi xem là người ta đi hết địa phương này địa phương khác thì người ta có phải mặc áo chống đạn như học sinh ở Mỹ hay không, đúng không ạ? Thì các anh sẽ cảm nhận được thôi. Còn khi mà ở nước ngoài đó thì các anh cao to búa lớn, các anh nói này nói kia, các anh tự cho mình là đấu tranh, là khai dân trí là thế này thế nọ. Nhưng mà khi các anh về Việt Nam thì các anh toàn đi ăn nhậu với đi du lịch, xong rồi các anh quên hết cả nhiệm vụ thế. Thì các anh sang bên kia cũng rất khó để mà tiếp tục quyên góp để mà hưởng các cái tiền của các cái tổ chức khác. Thế nên dù sao đi chăng nữa đấy thì đi đâu làm gì cũng nhớ đến mình là ai ở vị trí nào, chứ cũng không nên là gì ạ, không nên làm quá thì nó cũng ảnh hưởng đến cá nhân của các anh. Đó là qua cái buổi live ngày hôm nay em có chia sẻ thêm một vài cái vấn đề như vậy để anh em chúng ta có thể là có thêm một vài cái dữ liệu nào đó, đúng không ạ? Chứ còn thực ra mà nói đó, con người thì ai cũng có danh dự và lòng tự trọng của mình, và khi sống thì ai cũng có mục đích cả thôi. Nếu mà đánh mất cái mục đích của mình rồi đó thì khó mà làm đến chuyện gì lắm. Thế nên là nói phải đi đôi với làm, chứ đừng có chỉ có lên mạng mà nói không mà không làm được gì đó thì nó cũng kém cỏi lắm. Thì cái buổi live này chia sẻ thêm như vậy. Trung trên hỏi này chút xíu thôi. Báo pháp luật điện tử thì có phải là báo pháp luật online không? Dạ đúng rồi. Bị phạt 325 triệu, đình phạt 3 tháng. Ok, xin mời Việt Rai. Dạ, em chào anh Việt Rai, em chào anh Thơ Quang và cô chú anh chị chào đàn. Trung. Em xin phép em xuống live trước ạ. Ok, chào okay. Trung. Chào anh Thơ Quang, Việt Rai chào diễn đàn. Mà anh chị em, nghe rõ không anh Thơ Quang? Nghe rõ Việt Rai. mình nhảy lên cái nó bị vọng, có người họ nhắn tin dùng để cái nghe cái nó bị vọng quá, Việt Rai nhảy xuống lại giờ lên lại. Ok, Việt Rai bận quá mà thấy có mấy cái hơi thấy ngưỡng mắt quá cho nên cái anh gì nè, gì ta, Jason Nguyễn, Jason Nguyễn ở bên Đức hả? Nước Đức của cui. Đức của cui. Việt Rai thấy bên Đức nó cũng mà thối thấy bà luôn, nó như cái đống rác vậy mà sao cũng ca ngợi dữ vậy. Còn tệ hơn Mỹ nữa chứ, Lusubu cái gì vậy? Cái kiểu ảnh so sánh á, ảnh bấm ảnh so sánh ở đây nè, y như những đứa trẻ con vậy đó, y như mấy đứa con nít vậy đó. Sao bên kia sao mà gì đập phá vườn dưa hay này kia cái nọ. Vậy giờ hỏi Jason Nguyễn cái hồi xưa mình đi làm cho hãng mấy cái hãng xe của Mỹ á, hãng Chrysler đồ, GMC đồ này kia, hồi xưa mình làm trong hãng đó, mình chạy chiếc xe của Nhật. Mà hồi ra mấy cái bóng đèn xe mình bị đập bể hết trơn à. Cái thứ hai nữa là mấy người mà đi xe của Nhật đồ á, mà vô làm cho hãng Mỹ á, nó không cho đậu ở trong mấy cái parking, nó không cho đậu ở trong mấy cái chỗ ấy mà phải đậu xa nhất. Coi như là đậu càng xa càng tốt, nó không có muốn nhìn thấy mấy cái xe là sao kỳ vậy ta. Hả? Ô, chơi kỳ vậy, ủa tôi có xe tôi chạy tới đó tôi làm, tại sao đập bể bóng đèn xe tôi, nói xe tôi không phải là xe của Mỹ đâu này kia nọ, không phải chơi kiểu kỳ vậy. Mà mấy thằng Mỹ từ đâu ra, cũng toàn là mấy thằng châu Âu không chứ ai. Rồi xong rồi ảnh hồi nãy lúc làm việc thấy ảnh có comment lên một câu là gì, sao không so sánh Hàn Quốc với Nhật Bản. Vậy giờ Việt Rai hỏi anh Jason Nguyễn nha, Việt kiều Đức hả? Nếu mà bây giờ có chiến tranh đánh nhau với Hàn Quốc đi, bây giờ Hàn Quốc mà đánh nhau với tất cả các nước trên thế giới không cần nước nào, thì ai là cái người control điều khiển hết cả một cái quân đội của đất nước Hàn Quốc vậy anh Jason Nguyễn? Một cái gia đình của anh, trong một căn nhà của anh, trong một gia đình của anh đang vui vẻ bình thường, tự nhiên có đánh nhau, hay là có một thằng đối diện nhà nó bay vô, nó nhảy vô nó đánh, hay là nó ăn hiếp nhà anh phải nói khoan mày chờ tao, chạy qua nhà hàng xóm kế bên mà không phải là gần nữa, xa thiệt là xa, kêu mày chạy tới đây mày coi mày đánh thằng này cho tao coi, sao tự nhiên đủ nó vô quánh nhà tao, mà trong khi đó anh quánh lại nó được, mà tại sao anh không quánh, không dám quánh. Ô má ngu chết mẹ đi, mà sao kỳ anh với Jason? Anh có biết cái đó không? Nếu không biết Việt Rai nói cho anh nghe. Ô mà bây giờ cái thằng, bất cứ thằng nào nha, mình đừng có nói thằng Bắc Hàn, mỗi lần mà thằng Bắc Hàn khỏi một trái quả tiễn cái là cả thằng Nhật, cả thằng Hàn Quốc luôn. Tao nói giống y như mấy thằng lằn bị cục đuôi vậy đó, khóc thấy mẹ luôn, mét đại ca. Ủa đại ca qua coi nó thả hoài luôn mấy em, đều đéo có làm ăn được cái gì hết đó. Trong khi đó cái đó anh có biết không, mình không có nói Bắc Hàn đâu, mình chỉ nói đó là cái đó là cái quân đội, một đất nước có một cái quân đội, mà cái quân đội đó nó đại diện cho một cái đất nước của mình mạnh yếu như thế nào trên cái bộ mặt của thế giới, mà mình không thể nào coi như là vậy, mình không thể nào điều khiển được cái quân đội của mình. Khi mà có chuyện xảy ra là sao kỳ vậy, đất nước gì kỳ vậy, mà anh kêu Việt Nam sao Việt Nam không nhìn vô mấy nước đó. Theo tôi nghĩ chứ mấy nước đó không là cái đất đẻ gì để Việt Nam nhìn hết á, mấy nước đó là Lusubu. Còn Nhật cũng vậy nữa, anh nói so sánh Nhật có mẹ gì đâu so sánh. Ô mẹ, bản hiến pháp đồ của Nhật này kia cái nọ, Nhật đâu có được tự quyền tự tay tự quyết mà làm đâu, cũng phải nhờ người ta làm. Biết ai làm không? Truman, Tru gì phải không? Ê ông gì ông thì cũng Mỹ thôi, ông Truman Mỹ, nhưng mà ông tướng gì, ông tướng gì quên rồi ta, tướng gì ta, cái thời đó là hình như là ông tướng, ông president, ông tổng thống gì cái gì ông tướng gì đó, cái gì quên bạ nữa rồi. Đại khái là một ông tướng người Mỹ vừa ra mất sống hay gì ta. À thua, đúng rồi, cảm ơn Quang Vũ, đúng rồi, cảm ơn Vũ. Tướng A Thua, ông đó là lập nên cái hiến pháp cho nước Nhật tới bây giờ luôn á, đúng không? Đó, cái đó thì các anh bên kia hãnh diện lắm hả, hãnh diện lắm hay sao, trong khi là nhà mình mà để người khác làm chủ thì những anh bên kia hãnh diện hả hay gì, tự hào hả? Hello Thơ Quang, nghe hello Việt Rai, nghe MacArthur, đúng rồi Việt Rai bị vọng nữa rồi, kỳ quá, mới trả lời điện thoại xong. Hết chưa? Dạ nghe không? Nghe rồi à, thì đó. Ồ, mà cứ lo so sánh với Hàn Quốc với Nhật Bản có ra mẹ gì đâu mà so sánh mấy cái thằng ma đó. Mấy ông này ổng không có chịu nhìn vô sự thật, ngu bỏ mẹ đó. Thì Việt Rai chỉ nhảy lên ý kiến vậy thôi, giờ Việt Rai có điện thoại gọi vô nhiều quá, để Việt Rai nhảy xuống nha. Ok Việt Rai, ok Việt Rai chào Thơ Quang, Việt Rai bye bye okay. Cả nhà cảm ơn Việt Rai nhiều, rất là ngắn gọn, đi vào trọng tâm vấn đề đơn giản, đúng không? Việt Rai rất là hay, điều đó thôi là đủ hiểu rồi. Ok, vậy ha mọi người ha. Ok, xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái lần like lần sau ạ. Bye bye.